ở cuối tập trước, bạch thu nhiên nhận thấy nhân giới đang bị yêu quỷ hoành hành, vậy mà quỷ giới lại không có động tĩnh gì giải quyết cả, chứng tỏ quỷ giới cũng đang gặp vấn đề lớn. bạch ca quyết định đến thẳng quỷ giới để tìm hiểu sự tình, tiện tay giúp quỷ giới dẹp loạn luôn. chúng ta cùng đón xem tiếp diễn biến ở tập này nhé. hai vợ chồng nhà thu nhiên sau khi rời khỏi thiên ma tông liền rất tay nhau đến cái nơi núi rừng hoang dã không có một ai này. đến quỷ giới, đối với bạch thu nhiên hiện giờ mà nói không có gì khó, kể cả hắn không biết đường đến quỷ giới thì lấy khương lan vợ hắn. Với tu vi cùng kiến thức sống hơn 36 vạn năm của nàng, cũng có cách giúp hắn đến quỷ giới ngon lành. Nhưng mà dù sao nơi đó vốn chính là do hắn sáng tạo ra, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, thích đến thì đến thích đi thì đi thôi. Vì để tránh phiền phức, hai người sau khi tìm được nơi vắng vẻ, Bạch Thu Nhiên liền rút chạm Nhiên Thu thủy kiếm ra, một kiếm chém ra thông hướng quỷ giới không gian vết nứt. Vết nứt vừa mới mở ra, thì đã có một con lệ quỷ đợi sẵn chuẩn bị lao đến, Bạch Thu Nhiên một kiếm chém ra liền chia quỷ hồn này ra làm đôi sau đó mang theo Khương Lan cùng Chí Tiên vượt qua vết nứt, đi tới hơn 30 vạn năm về sau âm phủ quỷ giới bên trong. Phương thức chào đón này có chút kích thích nhỉ. Lan Nhi sợ quỷ kìa, lão đầu mà lại đi sợ mấy con quỷ tép diêu, trông đáng yêu thế nhỉ. Hơn 30 vạn năm rồi, Bạch Thu Nhiên ta quay về rồi đây. Trên bầu trời quỷ giới vẫn là như thế u ám cùng ảm đạm, mang theo có chút hồng quang, miễn cưỡng xem như chiếu sáng đại địa. Hai người đi tới địa điểm đúng lúc là bờ sông Minh Hà quỷ giới, ở nơi này phiến trên bờ sông vô số quỷ hồn đang du đãng. Nơi này giữa thiên địa có một loại nào đó quy tắc, chế trụ những quỷ hồn tự do phi hành cùng qua lại năng lực, để chúng nó chỉ có thể ở chỗ này phiến trên bờ sông. Quỷ hồn trên sông sẽ không bay cũng không tấn công người. Chúng dưới sự chỉ đạo của âm sai, tụ tập một chỗ xếp theo trật tự lên thuyền. Lan Nhi, những âm sai này bận thật, phải đối phó với bao nhiêu quỷ hồn, theo lý mà nói có lẽ không chỉ có chút âm sai này. Trên bờ sông hẳn là sẽ có mấy người âm sai phụ trách duy trì trật tự mới đúng, số lượng này có chút không đúng. Hai, đến quỷ sai trong quỷ giới cũng không đủ dùng xem ra Atula tạo phản khá to đấy. Hai người vừa nói chuyện vừa thản nhiên từ từ đi lại gần chỗ mấy âm sai này. Thấy Bạch Thu Nhiên và Khương Lan dắt tay nhau đi tới, một quỷ sai đã phát hiện ra sự hiện diện của hai người. Đứng lại, hai người bên kia, các ngươi làm sao mà đến được quỷ giới? Người sống, các ngươi làm thế nào mà vào được đây? Chưa nghĩ ra cách đối phó với mấy quỷ sai này, Bạch Thu Nhiên trong lòng thầm than thở, phiền rồi, lại phải tìm cớ. hửng Lan Nhi định làm gì vậy? Lan Nhi lúc này bất ngờ tiến lên đứng trước Bạch Thu Nhiên một bước. Xoẹt, ngay lập tức có một hào quang tại sau đầu của nàng dâng lên, ngưng tụ thành một đạo thanh lam sắc thần thánh quang luân. Tên âm sai này nhìn thấy thanh sắc quang luân phía sau đầu Khương Lan, cái kia sắc mặt liền lập tức thay đổi bỗng trở lên nghiêm một chút. Sau đó cúi đầu chấp tay đối với nàng nói, "Hóa, hóa ra là Tôn giả, thất lễ rồi, không cần đa lễ." Sau đó nàng lại đối với âm sai này nhẹ giọng nói, "Ta đến quỷ giới thăm bạn, có thể nới lòng không?" Âm sai kia liền lập tức đáp, "Đương nhiên là được. Có điều tại hạ nhiệm vụ bận rộn, không thể đi cùng Tôn giả." Ừm, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Tạ tôn giả. Dứt lời âm sai này liền ngay tức tốc chạy đi làm việc của mình. Hiện tại quỷ giới đang thiếu người, lượng tải công việc của âm sai gấp 10 lần ngày thường. Cho nên hắn vội vã như vậy cũng phải thôi. Bạch Thu Nhiên có chút hiếu kỳ, đưa tay chạm vào thanh sắc quang luân của Khương Lan rồi hỏi, Lan Nhi, đây là cái gì? Đây gọi là tiên quang bảo tướng, là pháp tướng tu luyện đến tiên tôn, cũng chính là trên luân hồi cảnh mới xuất hiện. Cảnh giới này rõ ràng là huynh suy diễn ra đúng không, thế mà huynh lại không biết. Ừm, ta lúc đó chỉ suy diễn tử phủ không suy diễn ngoại quan bạch thu nhiên ước ao ghen tị nhìn thoáng qua khương lan sau đầu quang luân ánh sáng thầm nói sớm muộn gì ta cũng sẽ có hảo quang ha ha chúc cơ còn chưa lên được mà đòi có quang luân vâng vâng sớm muộn gì huynh cũng có lan nhi cười cười đưa tay lên nhéo yêu bạch thu nhiên một cái rồi nói tiếp quỷ giới hiện giờ huynh không quen thuộc lắm ta đưa huynh đi tìm người quen đi thôi đi thôi thu nhiên đi về hướng kia thấy thu nhiên ngự kiếm phi hành đưa mình bay đi Khương Lan thầm khó hiểu nghĩ, theo lý mà nói, bất kỳ tu sĩ thấp hơn tiên nhân cấp đều không thể phi hành ở trên Minh Hà sông, hơn nữa đây lại là cấm chế thiên đạo đích thân giáng xuống, nếu nói là cấm chế, không bằng nói là quy tắc. Nhưng mà hình như không có tác dụng với Thu Nhiên lắm. Cũng phải thôi, thiên đạo cũng có ăn được chồng bà đâu mà phải nghĩ, dăm ba cái quy tắc của kẻ yếu thì làm sao có tác dụng với kẻ mạnh. Hơn nữa Bạch Thu Nhiên bản thân lại là đấng sáng tạo của quỷ giới, cho nên đối với nơi này hết thảy quy tắc, hắn có quyền được miễn. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan hai vợ chồng nhà này một mạch bay thẳng tới trung tâm của quỷ giới. Chỉ một lát sau đã bay tới Quỷ Thành Phong Đô. Tòa thành thị này đã vượt qua cửu châu thập địa tất cả thành thị, tại Bạch Thu Nhiên trong trí nhớ, cơ hồ chỉ có Thần Đại Thiên Cung mới có thể áp đảo trên đó mà thôi. Ồ, Lan Nhi, quỷ giới này lại có một thành thị rộng lớn vậy ư? Hơn nữa còn rất phát triển đó. Nơi này là Quỷ Thành Phong Đô. Diêm La Điện ở bên ngoài Phong Đô, nơi tiếp giáp Minh Hà, chính là nơi ban đầu huynh bảo Bạch Lập truyền pháp. Nơi này gần Minh Hà, cũng ở gần Lục Đạo Luân Hồi chi địa, những quỷ hồn vượt qua đây sau khi thẩm phán, lập tức có thể cho họ đến Lục Đạo Luân Hồi vãng sinh. Ừm, không tồi, không tồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Bên đó, đi gặp mấy bạn cũ, họ hiện giờ đều lui về quỷ giới dưỡng lão rồi, có điều chuyện gần đây xảy ra ở quỷ giới, họ chắc chắn biết. Đi thôi. Theo sự chỉ dẫn của Khương Lan, Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục ngự kiếm lao vút đi. Hai âm sai thực hiện công tác bảo an bầu trời này cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của vợ chồng nhà anh Bạch nhưng mà bởi vì thanh sắc quang luân sau đầu của lan nhi cho nên bọn họ cũng không đi ra ngăn cản thậm chí lúc hai người bay qua bọn họ liền kính cẩn cúi chào vòng ánh sáng này của lan nhi hay nhỉ âm sai nhìn thấy sẽ tự khắc tránh đi chỉ trong chốc lát hai vợ chồng nhà này đã hạ cánh xuống một thành phố nơi lan nhi chỉ dẫn địa điểm tại đây trên một con đường tấp nập rất nhiều những quỷ hồn không muốn vãng sinh những gia đình quỷ hồn này còn có cả trẻ con sao không ngờ thiên đạo lại ban phúc cho những quỷ hồn không nguyện vãng sinh này cho chúng có thể sinh sôi giống như người sống Lan Nhi lúc này đã tắt đi thanh sắc quang luân sau đầu, nàng liên tiếp lời, chỉ có điều nuôi dưỡng quỷ hồn khá khó, dù sao cũng là một quá trình từ từ chuyển sinh. Hóa ra là vậy, trong này cũng có chút muôn đạo. Nhắc đến con cái, Khương Lan bất giác vẻ mặt buồn bã đưa tay sờ lên bụng của mình thầm nói, "Trẻ con à." Bạch Thu Nhiên vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện với đám quỷ hồn. Hắn đưa tay sờ lên cầm có chút suy tư nói, "Nếu nghiên cứu triệt để, sinh tử quy tắc đối với ta mà nói cũng không thành vấn đề nữa." lão đầu đất này đâu biết khương lan đang ở phía sau ảo não lườm hắn muốn lòi con mắt bạch thu nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng liền quay lại nhìn khương lan ai rẻ đâu thấy con vợ tự nhiên đứng đó lườm mình hắn bất giác có chút sợ hãi thầm than sao đột nhiên lại nhìn chằm chằm ta thế hay là mình làm sai chuyện gì rồi dưới sự dẫn dắt của khương lan hai người đến trước cửa một nhà ở nho nhỏ trong hẻm khương lan liền đi tới gõ cửa một cái cộc 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 bên trong nhà liền ngay lập tức vang lên âm thanh đến đây sau đó là tiếng bước chân vội vã một nữ âm sai mở cửa bước ra nhìn thấy vợ chồng nhà anh bạch nàng có chút lạ lẫm sau đó cất giọng hỏi hai vị tìm ai khương lan đối với thiếu nữ này giọng ôn hòa hỏi xin hỏi âm lão ra tử có nhà không nữ âm sai này liền quay đầu vào trong nhà gọi lớn ra ra có khách đến tìm người đó nhét vội sợi dây xích vào trong túi sách ây ra xích quên mang đồ nghề làm việc sau đó nàng lại quay đầu hô vọng vào trong nhà ra ra con đi làm đây dứt lời nàng liền chạy vội vàng đi mất lan nhi ở phía sau vừa cười vừa lắc đầu nói đúng là đứa trẻ hấp tấp. Nữ âm sai này rời đi, Khương Lan cũng rất tay Bạch Thu Nhiên trực tiếp bước qua cổng đi vào bên trong nhà tìm người quen kia luôn. Vị lão giả này lúc này mới từ trong nhà bước ra, vừa đi vừa trách tiểu cô nương kia. Nhà đầu này cũng không nói rõ xem là ai tìm ta, là vị bằng hữu nào đến tìm lão giả ta vậy. Lão giả này ngay lập tức bị đứng hình khi nhìn thấy Khương Lan xuất hiện, hóa ra là phủ tăng nương nương. Ngài đến làm sao cũng không báo trước lão đầu ta một tiếng, để cho ta chuẩn bị chu đáo chút. Âm lão gia tử không cần đa lễ, như vậy thực sự khách sáo quá ông xem ai đến đây này ông già này khi nãy vẫn chưa để ý rõ bạch thu nhiên nghe khương lan giới thiệu xong thì liền quay ra nhìn âm lão lập tức kinh ngạc thốt lên a à, người là dứt lời âm lão liền lập tức quỳ gối dập đầu cúi chào bạch thu nhiên tiểu lão nhi âm xích thành bái kiến tiên tổ bạch thu nhiên vội vàng đỡ âm lão đứng dậy mau miễn lễ đứng dậy đi xin hỏi ông là bẩm tiên tổ tiểu lão nhi là một trong những quỷ hồn ban đầu được tiên tổ cứu sống nhiều năm như vậy rồi trừ tiên đế và nương nương ra bọn ta cũng không biết tiên tổ đi đâu bọn ta đều nghĩ người đã không ngờ già rồi vẫn còn sống được đến lúc gặp người nhưng mà bạch thu nhiên vẫn không thể nhớ ra lão già này là ai thấy bạch thu nhiên ngượng ngùng có chút ái ngại đứng đó âm lão liền nói tiếp tiên tổ không nhớ những nhân vật nhỏ bé như bọn ta cũng không sao nhưng tiểu lão nhi mãi mãi không quên hình dáng của tiên tổ là ngài đã tạo ra quỷ giới cho bọn ta hy vọng khụ hóa ra là vậy thấy chồng có chút khó xử nhớ không ra Lan Nhi đành vì hắn lên tiếng giới thiệu một chút. Vị âm xích thành lão gia từ này là một trong ba người đầu tiên của quỷ giới ban đầu thay thế tiểu liên quản lý quỷ giới, hiệu xưng âm tôn. Tuy ông ấy hiện giờ đã lui về dưỡng lão, nhưng tin tức chắc chắn vẫn rất linh thông. Tiên tổ muốn hỏi gì liên quan đến quỷ giới, tiểu lão Nhi biết nhất định sẽ nói, hai vị mời vào trong ngồi. Âm tôn liền đưa Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan vào nhà, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Bạch Thu Nhiên đã sốt ruột hỏi, âm lão, ông có biết âm sai gần đây đang bận gì không? Bẩm tiên tổ, chuyện này lão hủ biết chứ, Atula giới thường xuyên tạo phản, các âm sai đang đi trần áp, cháu gái ta cũng đang làm âm sai kiến tập, gần đây cũng bận rộn cả một ngày trời, có khi mấy ngày không về nhà ăn cơm, cái này không thể coi là thường xuyên được chứ, ông có biết, hiện giờ bốn bể nhân giới đều có ma quỷ hại người, thậm chí còn có Atula trực tiếp xuyên đến nhân giới làm điều ác, âm tôn kinh hãi thốt lên, Có chuyện này sao? đưa tay vuốt dâu suy nghĩ một lúc, âm lão liền lên tiếng nói, chuyện này lão hủ đoán có thể chính là do bố trí sâu trong Atula giới xảy ra vấn đề. Là ý gì? Tiên tổ không biết sao. Thực ra Atula giới trừ thân là một bộ phận của lục đạo luân hồi, dùng để khiến luân hồi con người vì Atula, ban hành luân hồi thưởng phạt ra, còn có một cái tác dụng nữa. Sâu trong Atula giới, nơi đó chấn áp một số thần hồn của thiên thần ban đầu bị bọn ta đánh bại. Bạch Thu Nhiên bất giác cao mày tức giận nói, thần hồn. Bạch lập tiểu tử này, ta đã bảo hắn diệt cỏ tận gốc rồi, mà vẫn để lại thần hồn của các thiên thần, hắn để lại làm gì? để đón năm mới à tiên tổ cái này ngài hiểu lầm tiên đế bệ hạ rồi không phải bệ hạ không muốn giết thực sự là không thể giết nổi họ có gì mà không giết được nói như thể ta chưa giết bao giờ vậy bạch thu nhiên ta giết được tiên đế hắn không giết được sao tiên tổ khiêm tốn rồi cho dù là mấy chục vạn năm sau như bây giờ tiên đế cũng tự nhận có một cách biệt rất lớn so với tiên tổ ngài bởi vì thiên thần đều là sinh linh sinh ra từ trong quy tắc có một số quy tắc và phiền phức quấn vào nhau một khi giết thiên đạo sợ là sẽ xảy ra dị biến rất lớn còn một số thì có tính chất đặc biệt thần hồn sẽ không ngừng tái sinh khó mà bị tiêu diệt cho nên tiên đế cũng chỉ đành chấn áp họ ở a tu la giới hy vọng mượn sức mạnh của luân hồi cùng với sát phạt chi khí ở trong a tu la giới thời gian dòng dã trôi qua sẽ mài mòn đi thần hồn của họ được rồi ý của ông là phong ấn xảy ra vấn đề vâng đúng vậy hơn nữa tiểu lão nhi hoài nghi quỷ giới xuất hiện nội quỷ ý là nội gián đấy anh em ạ à. ừ ông nói tiếp đi a tu la giới giống với thiên thần ngã quỷ giới địa ngục giới đều là thế giới ban đầu tiên đế bệ hạ dẫn dắt chúng tiên cùng hợp lực kiến tạo thành những phong ấn trong này là do tiên đế bệ hạ đích thân sắp xếp trừ là nhân vật tiên tôn cấp trở lên nếu không không thể phá giải nhưng cái dạng này tồn tại đừng nói là tại a tu la giới bên trong toàn bộ quỷ giới cũng không tìm ra nổi mấy người cho nên tiểu lão nhi hoài nghi quỷ giới có lẽ đã có nội quỷ sợ là còn là một tôn giả nào đó vậy hiện giờ tiên tôn của quỷ giới là những ai bẩm tiên tổ có quỷ giới tam tôn là luân phiên chế độ trừ ba bọn ta ở lại quỷ giới dưỡng lão ra những tiên tôn từng đảm nhiệm tam tôn đều quay về tiên giới rồi hiện tại tiên tôn còn ở quỷ giới lần lượt là lệ tôn từ đông phương tiên giới phái xuống nhiêm tôn từ nam phương tiên giới phái xuống cùng với liệt tôn từ trung ương tiên giới phái xuống trừ quỷ giới tam tôn ra còn có thập điện diêm la có một diêm vương tiên tôn cấp a à, gần đây nhất quản lý chúng ta nguyên sinh thế giới cái kia âm sai đầu lĩnh hình như cũng mới đột phá đến tiên tôn cấp rồi bạch thu nhiên có chút nghi ngờ liền hỏi xác nhận lại ngự ừ, ý ông nói có phải là tiết lăng đúng vậy thanh niên đó tên tiết lăng ôi trời trông mặt thối khắm như vậy mà cũng là tiên tôn âm lão đưa tay vuốt râu suy tư nói tiết lăng này nguyên lai ban đầu cũng chỉ là một quỷ tiên bình thường mà thôi sau đó nghe nói hắn đã nhận một lệnh truy nã vẫn luôn không hoàn thành được và rồi tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh cũng không biết chuyện là thế nào bạch thu nhiên giả vờ ngương ác đáp đúng vậy chuyện này rốt cuộc là sao chuyện này hiểu đơn giản thôi tiết lăng sau khi nhận nhiệm vụ gặp bạch thu nhiên lần đầu tiên đã bị đấm sưng mặt méo mùng gần ba năm qua hắn bị bạch thu nhiên tẩn cho lên bờ xuống dụng cũng không biết bao nhiêu lần cho nên kích phát ý chí thăng tiến phấn đấu của hắn quyết tâm một ngày nào đó đánh thắng tên hỗn đàn kia kéo hắn về quỷ giới bắt hắn chịu đủ mọi loại giày vò khương lan sau khi nghe một hồi thì liền lên tiếng cũng có thể nói tiên tôn của quỷ giới hiện tại cộng với ba người các ngươi tổng cộng chỉ có tám người hình như vừa bằng so với số lượng tiên tôn của tiên giới nhất phương thiên địa đúng vậy tiên đế vốn chính là có ý định như vậy quỷ giới chính là một phương thiên địa của tiên giới nói là thiên địa quan trọng nhất cũng không quá còn quỷ đế chi vị sở dĩ vẫn luôn để chống âm tôn và lan nhi liền đảo ánh mắt khó hiểu nhìn bạch thu nhiên bạch thu nhiên nhất thời không giữ được bình tĩnh hắn liền đứng bật dậy nói ngươi nói ta một luyện khí kỳ tu vi sao có thể thành quỷ đế được không được các ngươi nên mời cao minh khác đi ta vẫn chưa sống đủ hài người không làm thì không làm nhưng khó mà gặp được tiên tổ lần nữa mong tiên tổ cho cơ hội để tiểu lão nhi và mọi người tiếp đãi nương nương và tiên tổ được nhưng không phải bây giờ bây giờ làm gì có thời gian vòng vo nữa ý của tiên tổ là làm phiền âm tôn một chút nói cho ta chiến trường của quỷ giới và A tu La giới ở đâu nếu ông có thể đưa ta qua đó thì tốt biết bao vâng tiên tổ đại nghĩa chuyển cảnh đến cửa đến A tu La giới lục đạo luân hồi từ phía xa vị âm sai canh giữ cánh cổng nối liền hai giới hắn đã nhìn thấy âm tôn mang theo bạch thu nhiên và khương lan đi tới bên này hắn ngay lập tức vẫy tay ra dấu ba người dừng lại mấy kẻ bên kia bây giờ thông đạo atula giới đóng rồi lần sau hãy đến âm lão ngay lập tức bước lên một bước sắc tím quang luân của lão từ từ hiện ra âm sai đại nhân có thể cho ta qua được chứ tên âm sai chỉ huy này ngay lập tức kinh hãi thốt lên là âm tôn nếu là âm tôn thì đương nhiên có thể thông hành phía trước có atula môn tạo phản mong âm tôn cẩn thận đa tạ tiểu lão nhi đến atula giới thăm một người bạn mà thôi đừng lo lắng hắn sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nói vậy thì không sao rồi bạch thu nhiên dắt theo khương lan ban người đi đến cổng thông đạo nối liền với atula giới bên trong mở phong ấn ra thông đạo thuận lợi bắt đầu truyền tống âm tôn lễ phép chắp tay cúi đầu nói vất vả cho tiên tổ và nương nương rồi không sao ta vốn dĩ không cao quý lắm đâu cần phải nghiêm trọng như vậy cũng bình thường mà thôi sao gọi là vất vả chứ bẩm tiên tổ chúng ta tới rồi bạch thu nhiên cau mày nhăn mặt thầm nghĩ nơi này mùi gì sắt nặng quá đây chính là atula giới sao ta còn nghĩ vào cái là nhìn thấy một đống thi thể chứ thu nhiên chàng hiểu lầm rồi atula giới dù sao cũng là một trong những thiện đạo so với ác đạo chuyên khiến người chuyển thế chịu khổ vật sản ở đây vẫn là khá phong phú đấy không giống bên đạo quỷ đói không có gì để ăn cũng không giống địa ngục đạo hoàn toàn là tuyệt địa chiến trường chắc chắn là có có điều sẽ không ở nơi này tiên tổ nơi này là khu vực quỷ giới khống chế phía trước có vài ngăn cửa qua đó mới là a tu la giới thực sự âm tôn vừa rồi ngươi nói bằng hữu ngươi muốn thăm ở đó nếu vậy ngươi cứ đi trước đi chúng ta tự mình thăm dò nơi này được ấy tiên tổ không cần lo lắng chuyện này có thể để sau ta đưa hai người đến nơi hai người muốn đến trước. Dù sao mấy lão già đó cũng không chạy đi đâu được, ta đi lúc nào đến cũng được mà. Âm Tôn liền dẫn ba người đi thẳng đến cánh cổng ra vào Atula giới. Nơi đây có rất nhiều quỷ sai canh gác, xem ra đây rõ ràng là một nơi khá quan trọng. Âm Tôn nhìn thoáng qua tình hình nơi đây một chút, sau đó liền quay ra nói với Bạch Thu Nhiên. Khoảng thời gian gần đây mức độ kịch liệt của chiến tranh nâng cao không ít. Vừa rồi ta đã ra chỗ các âm sai hỏi rồi, các Atula đến tấn công thực lực cũng mạnh lên không ít, đến quỷ tướng chấn cửa cũng đã chết mất mấy tên tên tổ và nương nương tiếp theo chuẩn bị đi đâu để tiểu lão dẫn đường cho hai người ừ ngươi đưa hai bọn ta đến chỗ phong ấn kia xem đi âm tôn liền lập tức dẫn đường đưa bạch thu nhiên và vợ hắn đến chỗ phong ấn kia ba người thoải mái ngự không phi hành trên bầu trời a tu la giới vừa bay vào a tu la giới bạch thu nhiên ngay lập tức đã phát hiện ra ở bên dưới phía xa có a tu la đang đánh nhau a tu la giới này náo nhiệt thật các a tu la không phải rảnh rỗi khắp nơi nhàm chán đi dạo mà ở trên mặt đất đánh lộn với nhau mà sau khi nhìn thấy đoàn người âm tôn cùng với hai vợ chồng Bạch Thu Nhiên bay qua, mấy tên này lại trở nên hưng phấn. Bọn hắn liền thi triển thần thông, phóng ra các loại hỏa cầu quang nhận cùng tia sáng, kẻ nào không có thì trực tiếp từ dưới đất sáng chế cự thạch, hướng bầu trời nơi đám người Bạch Thu Nhiên ném tới. Atula tộc tính hiếu chiến biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Bắn hắn. Ha ha ha, bắn gì mà bắn, nướng bọn chúng trên trời luôn đi. Âm Tôn chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đầu liền lập tức xuất hiện ra sắc tím quang luân, tiên quang bảo tướng xuất hiện. Rẹt 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 lôi điện cùng năng lượng kinh khủng từ phía sau sắc tím quang luân của âm tôn phóng ra âm 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 chỉ trong nháy mắt đã đánh tan tất cả những công kích khi nãy của đám atula kia thậm chí cho mấy tên đó bay màu luôn mấy tên atula phía dưới may mắn thoát chết bọn chúng lập tức nhận ra thân phận của âm tôn là tôn giả mau chạy mau chạy những tên này thú vị đấy cũng hiểu biết không đến tìm cái chết bẩm tiên tổ atula tộc đại thể là chủng tộc thiên đạo sáng tạo ra bọn họ dung mạo dị biệt nam tử xấu xí dữ tợn nữ tử lại xinh đẹp như hoa sinh ra đã có thần thông uy năng bọn họ tuy tính cách cực kỳ hiếu chiến nhưng không hề ngu ngốc chuyện rõ ràng là tìm cái chết thì không làm đâu mà thông qua tu luyện họ cũng có thể phi thăng tiên giới hơn nữa tu vi càng cao các atula càng có thể khống chế bản tính thích máu hiếu chiến của bản thân mấy vị atula cổ lão hiện giờ đều ở trong quân đội tiên giới thủ vệ an ninh của các giới hiện tại trong atula giới tổng cộng có hai thế lực lớn một là hắc thiên atula vương một là maha atula vương trong đó hắc thiên khá mạnh cũng đoàn kết hơn lần này tấn công quỷ giới chủ yếu là thế lực dưới trướng của lão ta còn ma ha khá yếu các atula thuộc hạ tên nào tên nấy cũng cực kỳ hiếu chiến bọn họ khi không khai chiến với các thế lực atula khác thông thường đều ở trong một bộ thành đoàn trước khi xuất chiến tự bản thân đã đánh kha khá rồi đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn mỗi lần đều kém hơn hắc thiên một bậc nghe khá vui đấy tiêu chuẩn họ chọn vương là gì đánh tốt rất đơn giản chỉ cần ngài đánh nhau giỏi hơn bọn chúng là được vậy nếu không phải người atula tộc đánh nhau giỏi hơn chúng cũng được sao đương nhiên là được ban đầu bạch lập tiên đế chính là người dựa vào nắm đấm thu phục lũ atula tộc này bạch thu nhiên không biết đang suy nghĩ điều gì chỉ thấy nét mặt hắn khá nguy hiểm cách đánh nhau này không tồi nhỉ tiên tổ chúng ta sắp đến chỗ phong ấn rồi nơi đây có một ngọn núi khổng lồ xung quanh rất nhiều những mỏm đá sắc nhọn dựng đứng tại nơi đỉnh núi có một cột sáng khổng lồ từ trên trời phóng thẳng xuống áp chế thần hồn bị giam bên trong âm tôn bất giác nhìn lên cột sáng có chút kinh ngạc khẽ thốt ấy bạch thu nhiên thấy vậy liền hỏi sao vậy phong ấn xảy ra vấn đề gì rồi ư không phải sao ta cảm thấy thần hồn bên trong phong ấn đột nhiên suy yếu đi rất nhiều không đúng trạng thái của nó rất không ổn định là có người đang ảnh hưởng đến nó sao vậy bản thân phong ấn có vấn đề gì không bẩm tiên tổ bản thân phong ấn không hề có xảy ra chuyện gì cả vậy thì tốt rồi bất luận những thần hồn này là bị sức mạnh luân hồi hủy hoại hoặc là có người ý đồ lợi dụng năng lượng của chúng vậy cũng không thay đổi được một sự thực chúng ta cuối cùng phải tiêu diệt chúng Tiên tổ nói có lý, vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Âm Tôn, làm phiền ông đưa bọn ta đến khu vực bên ngoài phạm vi thế lực của Hắc Thiên A Tu La Vương, tìm bừa một nơi để bọn ta ở đó là được. Hai người bọn ta thu thập tình báo. Vâng, Âm Tôn rất nhanh mang theo Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan bay ra khỏi phạm vi phong ấn. Không quá nửa ngày, Âm Tôn đã đưa hai vợ chồng nhà này đi đến một góc khuất trong A Tu La giới. Tiên tổ chúng ta hạ xuống ở bên kia đi. Vù vù, ba người liền hạ xuống một mảnh đất trống. Bẩm tiên tổ ở đây là khu vực biên giới hai đại A-tu la thống trị, bình thường cũng có rất ít bóng người qua lại. Tiểu lão nhi xin cáo lui, không làm phiền hai vị nữa. Nếu trong quỷ giới có nội quỷ là thật, vậy ta cũng cần đi chuẩn bị một số thứ mới được. Ừ, ngươi đi đi, đi đi. Âm Tôn hướng về hai người bái một cái, sau đó hóa thành một đạo tử quang bay vút qua bầu trời. Bạch Thu Nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó quay sang nhìn Tình Tứ với Khương Lan. Hắn chủ động đưa cánh tay, nắm chặt lấy cánh tay của vợ mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau. thu nhiên Chúng ta cũng đi thôi. Ừm. Chuyển cảnh đến Atula giới, gần nơi Bạch Thu Nhiên và Khương Lan dừng chân. Mau lên, vừa rồi có tử quang giáng xuống, ở đây chắc chắn có bảo bối xuất thế, còn không nhanh thì bị người khác cướp trước đấy. Hửm, họ là ai? Quát the heo, Là nhân tộc sao? Các Atula này chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Thu Nhiên cùng Lan Nhi, bọn chúng liền lập tức lên tiếng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi này? Bạch Thu Nhiên bất ngờ giơ lắm đấm ra hướng về đám người kia khiêu khích nói, các ngươi đến đúng lúc lắm bọn ta đỡ phải đi tìm. Qua đây, các con, ta có vài câu muốn khuyên các ngươi. Một phút sau, tụi Atula này bị Bạch Thu Nhiên đấm cho lên bờ xuống ruộng, mặt mũi sưng vù. Bạch Ca đưa tay phủi phủi bụi ở tay, sau đó lạnh lùng hỏi đám Atula kia, các ngươi có phục không? Phục rồi, phục rồi, chúng ta phục. Những Atula này hoàn toàn không ngờ nhân tộc này không nói năng võ đức gì, không những thực lực cực mạnh đánh người đau đớn, mà đến nữ nhân Atula tộc cũng không bỏ qua. Bạch Thu Nhiên độc ác, nữ nhân sợ hủy dung mạo, nam nhân sợ nữ nhân tương lai của mình hủy dung thế là mọi người đều sợ người là đại ca người là đại ca ừm biết điều đấy bạch thu nhiên thầm nghĩ đã muốn thu chúng làm tiểu đệ không giống chúng quá thì không được sau đó hắn chỉ tay về phía đám atula rồi quay sang hỏi vợ mình lan nhi chúng ta có nên đổi quần áo với chúng không khương lan liền liếc qua những atula tộc đó nữ nhân nhìn vẻ mặt nàng xem có chút chần chờ nàng chần chừ cũng phải thôi bởi vì nữ nhân atula tộc ăn mặc có phần hơi mát mẻ Cả người có đúng ba mảnh vải che thân, Khương Lan đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Bạch Thu Nhiên ấp úng nói, "Đây, nếu Thu Nhiên huynh muốn nhìn thì." Nàng chưa kịp nói hết câu thì Bạch Thu Nhiên lại lên tiếng hỏi một Atula nằm ở đó, "Này, nữ các ngươi có quần áo trang phục khác không? Có một bộ chiến khải." "Được, mang qua đây cho ta." Nhưng bộ chiến giáp đó hiện đang ở trong tay một Atula nam mạnh nhất gần đây, hắn đang chuẩn bị đem đến theo đuổi Atula nữ vương. Vậy thì càng tốt, đưa ta đi là được. Atula này có chút chần chừ, "Đây, chuyện này Bạch Thu Nhiên ngay lập tức tức giận quát: "Phế vật, ta đưa các ngươi đi đánh người, các ngươi cũng không dám đi sao? Các ngươi như vậy cũng gọi là Atula sao? Cái gì? Là đi đánh nhau sao? Phí lời, lẽ nào ta qua đó, người ta tự dâng lên cho ta sao? Chắc chắn là phải đánh rồi." Bạch Thu Nhiên dứt lời thì tụi Atula này cũng đảo ánh mắt liếc nhìn nhau qua một lượt. Lũ Atula này cùng nhau bàn bạc một chút, bọn chúng cảm thấy Atula theo đuổi nữ vương này tuy thực lực rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Bạch Thu Nhiên, Thế là một lũ người ầm ầm đứng lên khi thế hưng phấn ngút trời lên chúng ta xử hắn Aniki nơi này chính là cung điện của Atula tộc ừm ở đây các ngươi tuyên chiến thế nào ta phải theo trình tự hay trực tiếp vào trong đánh tuyên chiến à cái này đơn giản Aniki nhìn này dứt lời tên Atula này liền trước tiếp bước lên phía trước hắn hít một hơi thật sâu sau đó hét lớn kêu ma thiên ra ngoài chịu chết từ trong tòa cung điện lập tức có âm thanh vang vọng ra là tên khốn nào dám bậy bạ ở ngoài cửa cung điện của ta vèo vèo từ bên trong tòa cung điện liền lập tức có mấy thân ảnh phóng ra là ngươi khiêu chiến ta sao tên muốn chết kia atula này lập tức sợ xanh mặt hắn ấp úng nói đấu với ngươi không phải ta mà là aniki của ta hửm ừ, nhân tộc vô vị bất luận ngươi là ai hôm nay làm phiền chuyện tốt của ta thì cho ngươi có đi không trở lại em yêu đợi lát nữa ta sẽ qua sủng nàng bạch thu nhiên lập tức đảo ánh mắt nhìn về phía xa nơi đó có một nữ tử vóc dáng cũng khá giống lan nhi cô ta đang mặc lên mình bộ chiến khải màu tím. Lan Nhi, nàng thấy bộ chiến khải kia thế nào? Bộ này ít nhất cũng che được nhiều chút. Vậy được. Bạch Thu Nhiên tay lập tức giơ lên hô lớn, đã đến để đánh nhau, mọi người cùng lên nào. Hú hú, xử lý bọn chúng. Các ngươi nghĩ mình có bản lĩnh này sao? Các huynh đệ xông lên, xông lên. Hai bên cứ như vậy trực tiếp lao vào nhau hỗn chiến. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, khói lửa mịt mù. Mấy phút sau, cái tên Kiêu Ma Thiên Ba mắt này đã bị Bạch Thu Nhiên đánh bại trên má của hắn vẫn còn in hình bàn tay của bạch thu nhiên ở đó bạch thu nhiên giọng châm chọc nhìn hắn nói ngươi gà quá đệ đệ hừ ngươi thắng rồi bọn ta tùy ngươi xử lý bạch thu nhiên cũng hừ lạnh rồi nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm tiếp sau đó là lão bạch đưa tay lột hết quần áo trên người của tên cưu ma thiên này ra cưu ma thiên kinh hãi vội vàng hô lên đợi đã ngươi muốn làm gì phí lời chiến khải không tồi để ta xem nào lão ca đừng mà a à, để ta xem nào một lúc sau sau khi bạch thu nhiên luyện chế thu nhỏ lại bộ chiến khải này hắn đã có thể mặc vừa nó như vậy là vừa người rồi không tồi tiếp theo bạch thu nhiên lại đảo ánh mắt về phía con hàng của cưu ma thiên lão bạch vẻ mặt hung ác bước tới bên cạnh cô ta muốn tự tay lột ra bộ chiến khải cô ta đang mặc trên người nhưng mà con hàng này đâu có chút nào sợ hãi cô ta hình như có chút phê thì có vèo 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 từng mảnh chiến khải từ giáp ngực đến chân váy rồi bao tay được bạch thu nhiên lột ra ném đầy trên mặt đất con hàng này trên người hiện tại chỉ còn lại bộ bikini ba mảnh nhỏ tí mỏng tang, đủ che phần nhạy cảm trên cơ thể. Cô ta nhìn Bạch Thu Nhiên với ánh mắt thèm thuồng. Mạnh quá, xoái quá. Hửm, ừ, nữ nhân này sao vậy? Ta còn chưa ra tay, cô ta đã cởi hết áo giáp ra rồi, không phải là một kẻ biến thái chứ? Hóa ra là chưa ra tay đã tự cởi, còn tưởng Bạch Thu Nhiên tự mình cởi ra cơ đấy. Thực ra là hắn cũng có ý định này nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì em này đã tự bung hết ra rồi. Lan Nhi, mặc vào đi, ta mở một kết giới cho nàng thấy bạch thu nhiên đưa chiến khải của mình cho lan nhi cô ta tức giận quát lớn đợi đã ngươi dựa vào đâu mà lấy chiến khải của ta cho nữ nhân đó mặc bạch thu nhiên hờ hững quay ra đáp ngươi hỏi ta vì sao quy tắc tu la giới này không phải cường giả vi tôn sao đúng vậy đúng là ngươi rất mạnh nhưng cô ta cũng rất mạnh sao chiến khải đó là thuộc về nữ tính mạnh nhất cô ta mặc ta không phục ồ lan nhi ồ lên đầy kinh ngạc nói như vậy ngươi muốn đánh với ta một trận đương nhiên các ngươi cũng vậy phải không đúng bọn ta cũng không phục sao có thể lấy khải giáp của đệ nhất mỹ nhân cho người ngoài mặc được lan nhi cười khẩy đáp vậy được đến đi bạch thu nhiên vội vàng nhắc nhở lan nhi nàng đừng giết bọn họ đấy ừm ta biết rồi chàng yên tâm ta tự biết chừng mực lan nhi bình thản bước đến nàng hững hờ nói các ngươi cùng lên đi mấy nữ a tu la này lập tức khí thế bạo phát hùng hổ xông lên giết lan nhi chỉ mỉm cười tay nàng liền lập tức búng ra một cái xoẹt độc khí lập tức từ thân của nàng phóng ra xung quanh kết quả là đám a tu la lao đến tấn công lan nhi đổ gục tại chỗ chỉ còn duy nhất nữ nhân này cầm cự được cô ta vẫn giữ được một chút thanh tỉnh trước mặt khương lan cô ta toàn thân run rẩy ánh mắt căm phẫn nhìn lan nhi gần giọng nói độc lan nhi khá bất ngờ hửm ừ, xem ra thể chất của ngươi đặc biệt có thể trụ đến bây giờ cô ả à này vẫn chưa chịu khuất phục cô ta vẫn cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng muốn bỏ tới chỗ lan nhi đang đứng a à, ta chưa thua. Sau bao lỗ lực, cô ta cũng bỏ được đến chỗ Lan Nhi đang đứng, cố gắng gượng đứng dậy đưa tay chạm lấy bả vai của Lan Nhi. Khi bị cô ta đưa tay chạm được lên vai của mình, Lan Nhi vẫn bình thản đứng đó nhìn cô ta nói, cho dù thiên phú của ngươi đặc biệt, nhưng ngươi đến vũ khí cũng không cầm nổi nữa rồi. Đi đến gần ta có ý nghĩa gì nữa không? Cô ả à này trúng độc mặt xanh lẻ vẫn cố chấp nói, ta, ta sờ được rồi. Ừm, cho nên, ta nên chúc mừng ngươi đúng chứ. Dứt lời Lan Nhi liền đưa tay túm lấy cổ tay của cô ta rồi bất ngờ xoay người, dùng cánh tay cô ta làm đòn bẩy. Vật thân thể của cô ta lộn một vòng trên không trung, toàn thân nện dầm xuống mặt đất. Nửa tiếng sau, tỷ tỷ, ta mặc xong cho tỷ rồi này. Chỉ cần thực lực mạnh, Atula có thể lật mặt bất cứ lúc nào ở đâu, bây giờ cô ta đã là người hầu bên cạnh Khương Lan rồi. Sơi quá hợp với Lan Nhi rồi, tôi không còn từ nào hợp hơn hai chữ tuyệt vời để miêu tả nữa rồi. Lan Nhi mỉm cười nhìn ngắm xung quanh bộ chiến khải một vòng rồi nói, miễn cưỡng chấp nhận được. Được rồi, như vậy đi, Bạch Thu Nhiên lúc này rất theo mấy đàn em từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Lan Nhi xinh đẹp, hắn bất giác ngây người. Sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, lão Bạch giả vờ đưa tay lên miệng ho khụ khụ, rồi quay ra quát tụi đàn em, "Được rồi, giải tán hết đi, có việc gì sẽ gọi các người." "Vâng Aniki, vậy tụi em xin phép cáo lui." Thấy Bạch Thu Nhiên nhìn mình không rời mắt như thế, Lan Nhi bất giác có chút khoái chí, nàng nhìn Bạch Thu Nhiên cười he he. "Lan Nhi, ta có chuyện muốn hỏi muội, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi." Bạch Thu Nhiên liền dắt Lan Nhi vào bên trong cung điện của Cưu Ma Thiên Atula. Lan Nhi, những Atula này liệu không phản lại ta chứ? Không đâu, chỉ cần huynh không bị người khác đánh bại, họ sẽ không phản bội huynh. Nói như vậy chỉ cần lão đại thua, những Atula này cũng lập tức đầu hàng phải không? Nhưng tại sao lần này Atula tạo phản, tôn giả ở quỷ giới không trực tiếp đột nhập vào trong quân đội, đánh bại thủ lĩnh của kẻ địch? Nghe âm tôn nói, trước kia Atula tộc tạo phản, căn bản đều bị trấn áp như vậy. Lần này lại khác âm sai tuy nhiều lần đánh bại Atula Vương, nhưng quân đội của Atula tộc thì không bại. Cho nên Atula Vương hiện giờ có thể không phải là thủ lĩnh thực sự. Có lẽ vậy, bỏ đi, chẳng sao cả. Dù sao bất luận thế nào, kế hoạch của chúng ta cũng ổn. Vâng vâng vâng, huynh lợi hại nhất. Khô Lâu Chí Tiên bất giác lên tiếng ho khụ khụ. Thấy Bạch Thu Nhiên rất hương lan vào phòng nói chuyện riêng, là biết hắn định làm thịt con nhà người ta rồi. Lão Khô Lâu biết dự ý tứ, liền giả vừa nói, "Ụ, cái gì kia, ta tránh đi đã, các ngươi tiếp tục tiếp tục đi cẩn thận đừng để bị thứ gì bắt được đấy bạch ca đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ đợi lão trí tiên đi khuất thứ ngáng đường đã đi rồi giờ không cần phải ngại chim chuột nữa he he lan nhi bất giác ở phía sau lên tiếng gọi thu nhiên có đẹp không lan nhi một chân đứng một chân co xoay một vòng mái tóc tung bay chân váy cũng nhẹ nhàng bay lên bộ dáng kiểu diễm đáng yêu vô cùng thu nhiên nhìn nàng khâu chớp mắt lan nhi của ta đẹp lắm là chiến khải đẹp hay người đẹp bạch thu nhiên dùng đoạn thời gian trước giúp phu xảo mai bắt quỷ theo hoan hỉ cảnh giới khách nhân trong miệng hắn nghe được rất nhiều những lời nói nịnh nọt của khách nhân với những cô nương ở đây những câu hỏi như này hắn sớm đã nghi nhớ trong lòng bạch thu nhiên thầm nghĩ câu này ta biết đúng hai ngày trước đã nghe qua một vị khách ở hoan hỉ cảnh giới đã nói bạch ca bất giác đưa hai tay ôm lấy bả vai của lan nhi đôi mắt hắn nhìn nàng đầy yêu thương bộ chiến khải này mặc lên người muội vô cùng đẹp khiến cho muội càng xinh đẹp hơn trong mắt ta nhận được câu trả lời đúng như mong đợi Lan Nhi sung sướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Bạch Thu Nhiên. Sau đó nàng liền nhảy lên ôm chặt lấy người Bạch Thu Nhiên, cả người đu lên trên người hắn cười khúc khích. Thu Nhiên, vậy chúng ta bây giờ, vào việc. Và thế là công cuộc cày cuốc đám dụng bỏ hoang, cỏ mọc xanh mơn mởn 36 vạn năm của Bạch Thu Nhiên bắt đầu. Thật không ngờ lão Bạch cũng có cái ngày này, AD theo hắn từ đầu chuyện đến tận bây giờ, cứ tưởng hắn ế đến giả, ai ngờ đâu khúc gỗ này số hưởng đến thế, thật là bất công. Tập 78, 79 xin kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình thấy hay thì xin ủng hộ mình một like một đăng ký kênh một comment xuống bên dưới nhé mọi người mãi yêu tất cả các fan